Autobahn 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Daewoo Gentra X. Phiên bản Gentra X này là phiên bản số tự động rồi quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, nhập khẩu về Việt Nam là cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Cái phiên bản số tự động này thì xe được trang bị full option rồi. Từ nội thất ra la răng đúc cho đến cửa sổ nóc đã có đầy đủ rồi các bạn nhá. Rất là đẹp, rất là mới. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Daewoo Gentra X 2010 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Daewoo Gentra X 2010 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Gentra X 2010 nhập khẩu nguyên chiếc này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Daewoo Gentra X sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 9 vạn km quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Gentra X 2010 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Daewoo Gentra X 2010 số tự động này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Mm-hmm.